Truyền hình Thanh niên xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Ngày Đoàn viên năm 2023 là một trong những hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ thủ đô nhằm phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong các hoạt động tình nguyện sáng tạo vì cuộc sống cộng đồng. Ngày Đoàn viên là một chương trình ý nghĩa nhằm khơi dậy niềm vinh dự và tự hào của đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và chia sẻ những việc làm hay, ý nghĩa, phát huy vai trò tuổi trẻ vì cộng đồng. Trong Ngày Đoàn viên do Quận đoàn Hoàn Kiếm tổ chức, 20 thanh niên tiêu biểu của Trường Trung học Phổ thông Việt Đức, thành phố Hà Nội được trao thẻ đoàn viên, trở thành lớp đoàn viên 92 năm. Đây là niềm vinh dự và tự hào ghi nhận sự phấn đấu và trưởng thành của các em. Trước cờ Tổ quốc, cờ đoàn, trước chân dung của Bác Hồ vĩ đại, đồng chí Trần Ngọc Diệp, đoàn viên mới Trường Trung học Phổ thông Việt Đức, đọc đơn xin vào đoàn và lời tuyên thệ, lời hứa quyết tâm, ra sức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức theo gương Bác Hồ vĩ đại. Với những thế mạnh của lớp đoàn viên trong thời đại mới, với ý chí và quyết tâm của tuổi trẻ luôn tràn đầy nhiệt huyết, đây sẽ là lớp đoàn viên kế thừa và tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức đoàn. Ngày Đoàn viên năm 2023 cũng ghi nhận các hoạt động thiết thực tạo môi trường rèn luyện, phấn đấu cho học sinh đạt được danh hiệu học sinh ba rèn luyện và học sinh ba tốt thông qua Ngày hội công nhận học sinh ba tốt khối trung học phổ thông năm học 2022-2023. Ngày hội là cơ hội để kết nối, thúc đẩy sức sáng tạo, trí tuệ của học sinh thủ đô trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thủ đô và đất nước, với nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích nhằm tạo môi trường rèn luyện, phấn đấu cho đoàn viên, học sinh. Phong trào học sinh ba rèn luyện và phong trào học sinh ba tốt là phong trào chủ đạo trong công tác đoàn và phong trào thanh niên khối trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề của cả nước nói chung, cũng như công tác đoàn và phong trào thanh niên thủ đô nói riêng. Ngày Đoàn viên là hoạt động được Thành đoàn Hà Nội tổ chức thường niên để khẳng định vai trò trách nhiệm của tổ chức đoàn đối với xã hội, chăm lo, hỗ trợ và bồi dưỡng đoàn viên thanh niên, và là dịp để củng cố, phát triển tổ chức và thu hút đoàn viên thanh niên. Thực hiện sự chỉ đạo của Thành đoàn Hà Nội hưởng ứng Ngày Đoàn viên thì tuổi trẻ Thanh Hoa chúng tôi cũng đã rất tập trung vào các hoạt động, đặc biệt là hoạt động về tập hợp và mở rộng mặt trận đoàn kết thanh niên ở địa bàn dân cư. Chúng tôi tập trung vào những nơi địa bàn mà đã có thanh niên nhưng mà lại chưa có tổ chức đoàn. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi đã ra mắt được 3 chi đoàn của khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Đây sẽ là những tổ chức đoàn để là nơi cho đoàn viên thanh niên của chúng tôi có điều kiện, có cơ hội để tập hợp và để triển khai các hoạt động của tổ chức đoàn hội. Trong Ngày Đoàn viên 2023 diễn ra tại huyện Thanh Oai, Thành đoàn Hà Nội đã trao tặng 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt, tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, khánh thành sân chơi tủ sách cho thiếu nhi. Công trình thanh niên này là trị giá là 45 triệu đồng, nguồn xã hội hóa là chủ yếu là các địa bàn dân cư để ủng hộ cho các em này phong trào thể dục thể thao, nhất là các đồng chí đoàn viên thanh niên và các em đội viên để xây dựng cái phong trào thể dục thể thao của địa phương và đặc biệt là cơ sở tầng trên ngày càng phát triển. Công trình đường cây thanh niên có chiều dài 2.000 m tại xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai đã góp phần xây dựng làng quê ngày càng xanh sạch đẹp, phấn đấu đưa xã Thanh Mai về đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. Là cuối năm 2022 được sự quan tâm của lãnh đạo huyện ủy đầu tư cho xã Thanh Mai được nâng cấp cải tạo cái tuyến đường trục xã và mở rộng sang hai bên. Sau khi tuyến đường làm xong thì ban chấp hành đoàn xã cũng tham mưu với đảng ủy ban là cho phép đoàn xã được đi vận động xã hội hóa kinh phí để trồng cái tuyến đường hoa ban Tây Bắc này để góp phần cho cảnh quan quê hương ngày xanh sạch đẹp. Đoạn đường này của chúng tôi là dài 2.000 mét, chúng tôi đang trồng với tổng số cây là 230 cây, trong đó là 180 cây là hoa ban Tây Bắc, 21 cây là mùa hoàng yến và 30 cây là cây sao đen với tổng trị giá là trên 200 triệu đồng. Thì báo các đồng chí là sau khi mà chúng tôi trồng xong, chúng tôi cũng họp với ban chấp hành đoàn xã phân công nhiệm vụ cho từng chi đoàn, và mỗi chi đoàn chúng ta sẽ chăm sóc một cái tuyến đường, một đoạn đường
để đảm bảo cho cây được sinh trưởng tốt. Khi thấy được đoàn thanh niên trồng hàng cây trên trục đường xã này, nhân dân chúng tôi rất phấn khởi. Là trong thời gian tới này là chúng tôi là đi sinh hoạt như là trong sản xuất hay là đi tất cả các công việc khác là được che bóng mát, là cái nhờ công của thành đoàn rồi tất cả các đồng chí thanh niên là xã Thanh Mai cũng như là của các cấp, như là nhân dân chúng tôi rất phấn khởi. Ngày đoàn viên năm 2023 cấp thành phố nhằm kết nối các đoàn viên thanh niên với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên tham gia tổ chức đoàn, hội thường xuyên hơn, phát huy sức trẻ, chung tay xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp, nhân văn. Ghi nhận riêng trong ngày đoàn viên 2023, các công trình phần việc thanh niên được tuổi trẻ thủ đô triển khai thực hiện có tổng trị giá gần 400 triệu đồng. Chia sẻ tại ngày đoàn viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh mong muốn mỗi đoàn viên hãy luôn phát huy ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ thủ đô và mong rằng ngày đoàn viên không chỉ diễn ra một ngày trong tháng thanh niên mà sẽ được các cấp bộ đoàn triển khai trong suốt năm 2023 để mỗi ngày đều là ngày đoàn viên, mỗi tháng đều là tháng thanh niên, mỗi nơi đều thấy dấu ấn của tuổi trẻ thủ đô và đóng góp của tổ chức đoàn, phát huy nhiều hơn nữa những truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ cả nước, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng thủ đô, đất nước phồn vinh và hạnh phúc.